Thưa quý vị và các bạn, trong ngành chăn nuôi, các thương hiệu lớn thường có câu đón gà giống nhập khẩu là đón VIP. Điều đó để nói lên tầm quan trọng của gà giống cũng như sự đầu tư của các doanh nghiệp với lĩnh vực này. Mới đây, Tổng công ty Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia, Phú Gia Group đã đón lô gà giống nhập khẩu từ châu Âu để bổ sung cho nguồn gà hậu bị của chu trình khép kín trong chăn nuôi. Đây là nguồn giống gà 2 ngày tuổi được nhập từ thương hiệu hàng đầu châu Âu, có tuổi đời hàng trăm năm trong ngành chăn nuôi thế giới Avision. Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, gà giống được Phú Gia Group vận chuyển bằng hệ thống xe chuyên dụng, công nghệ điều khiển khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, thoáng khí được tự động hóa 100%, vận chuyển thẳng về trang trại gà giống bố mẹ. Hiện Phú Gia là một trong những đơn vị dẫn đầu về ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi, mọi khâu từ nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại gà giống bố mẹ, nhà máy ấp trứng, trang trại gà giống đến trang trại gà thịt đều được kiểm soát chất lượng toàn diện dựa trên công nghệ hoàn toàn tự động được nhập khẩu từ châu Âu. Phú Gia Group được biết đến là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nông nghiệp với chuỗi giá trị khép kín, thức ăn chăn nuôi, trang trại chăn nuôi, chế biến thực phẩm, phân bón hữu cơ, cùng các dịch vụ vận tải con giống, phòng lab kiểm nghiệm nông nghiệp.